Bi hài chuyện làm căn cước công dân, người thì được các chú công an gọi là công chúa, người thì mắng té tát, khiến các chú đứng hình. Thời gian qua, việc chuyển đổi chứng minh thư và căn cước cũ sang căn cước công dân gắn chip đang được cấp tốc thực hiện vì mục tiêu toàn dân có mã định danh điện tử, thuận tiện cho việc quản lý hành chính. Nhưng cũng từ đó mà nhiều tình huống bi hài xảy ra khi một số công dân đặc biệt khiến các chú công an phải đến tận nhà vận động. Một chị gái tuy không giống như người bình thường nhưng lại rất dễ thương, được các cô chú công an khen xinh, dỗ dành và gọi là công chúa, khiến ai chứng kiến cũng phải mỉm cười. Hỏi ok, chúa làm để chạy lại nhá. Nào, chưa đấy. Đúng rồi, bọn cháu làm đúng rồi, chạy chưa? Chạy hết rồi. Công chúa đi đây. Anh đây. Trong một diễn biến khác, có lẽ do hiểu nhầm gì đó mà chị gái này vừa nhắc thấy bóng dáng các cán bộ áo xanh đã phi ra mắng té tát, nói rằng làm căn cước công dân là các chú công an đang chiếm hết tài sản, đuổi họ ra đường, khiến các chú ngơ ngác đứng hình. Đúng là nghề gì cũng có những góc khuất khó nói thành lời. Chúc các cán bộ sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫu có bao khó khăn đi chăng nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị, bạn nhé!